Xin chào mọi người nhé. Đây là chúng ta đang đến với một cái hãng sơn, hãng Rubber Paint. Hãng này thì nó chuyên sơn ô tô. Và dòng chữ của nó là Mitilayam Vash Automobil Shasliv. Tức là chúng tôi làm ô tô của bạn bằng cái sự hạnh phúc. Rất là hạnh phúc khi mà làm ô tô cho bạn ấy. Handmade, đấy các bạn có thể thấy thì trong quầy của nó được bố trí rất là đẹp, rất là bắt mắt. Phải nói đây là một trong những cái quầy bắt mắt nhất mà mình thấy ở trong cái triển lãm Interauto này. Đây là các cái ống sơn của nó. Ống sơn là tất cả cái sơn là nó sơn titan, tức là sơn kim loại các bạn. Và đây chính là các cái màu sơn của nó này. Đấy các bạn có thể thấy rất là đa dạng, rất là nhiều. Còn đây là chiếc Lada huyền thoại. Có thể nói là nhìn gần cái màu sơn của nó rất là thích mắt cực kỳ luôn. Bởi vì đây là sơn kim loại cho nên nó rất là bóng. Đấy các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn vào cái mặt nắp capo của nó thì bóng chưa? Rất thích nhá. Sơn titan, sơn xịn của nó đấy. Còn đây là các bạn có thể chọn các cái màu khác nhau. Nếu ví dụ các bạn ô tô, các bạn có thể chọn rất nhiều màu. Trắng, tím, đỏ, xanh, vàng, A, B, C, nhiều nhỉ. Các bạn thích màu gì thì các bạn chọn nhá. Đấy, tôi đang sờ vào cái màu này. Thật ra cái này nó là nhựa thôi, mà nó sơn màu để nó úp lên trên, nó nhìn những cái hình thù như vậy cho nó đẹp đấy mà. Rất là đẹp. Mình thì đang rất thích làm mấy con Lada này. Con cổ này thì mình đang tìm. Còn lại thì Lada thì mình có đầy đủ các cái mẫu mới của nó rồi. Các bạn có thể tìm ở trong kênh Vem5K của mình để xem nhé. Mình có rất nhiều clip về Lada rồi. À, bên kia có mấy cô đang múa. Có một cô đang thổi kèn này. Còn bên cạnh có mấy cô, hai con chim đang bay, đang quẫy cánh. Tí mình quay cho các bạn xem. Hai bạn này múa ác quá, biết là bạn này có định bay ra ngoài không? Đính bài nhạc này vào mà lại đính bản quyền thì thôi rồi. Đây là hãng Vinny thằng mất dãy này đang quay, nó lên đứng vào nó che thằng ngu, bực các bạn ạ.